Hello, 500 anh em, tôi là Vinh và bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới dành cho anh em cần một cái máy khoan vặn vít thay thế trong cây tua vít bằng tay. Máy này bằng máy, hàng của hãng Black & Decker, giá cực rẻ luôn, rẻ hơn cả Total nữa. Cây này là cây 4.8V và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay là anh em mua cái máy này thì sẽ được tặng một phần quà rất đặc biệt, chỉ có tại store là một có thôi. Đó là cái gì thì mình sẽ giới thiệu sau ha. Thì đây là một cái bộ vít mà anh em sẽ thấy nó rất là gọn nhẹ như thế này. Nó đựng trong một cái hộp như thế này, đẹp, hộp Pika. Anh em thấy đẹp không? Và trong đây nó có rất là nhiều phụ kiện nha. Bây giờ mình sẽ xem trong đây có những phụ kiện gì ha. Thì đây anh em thấy cái bộ này là Black Decker, hàng chính hãng nha anh em. Giá bán là 549.000, rẻ ghê không? Rẻ hơn cả Total Inco nữa. Đây là cái máy của chúng ta. Thì trong bộ này nó có là ba cái đầu mở ốc, những cái đầu mở vít SL, đầu bông sao, đầu BH, bốn cái đầu BH và một cái đầu chuyển 1/4 cộng một cái đầu nối dài, đầu sạc và máy. Đây là cái máy của chúng ta. Cái máy này thiết kế giống như một cái máy khoan bình thường á. Trên đây là hiển thị pin, đảo chiều. Ở đây nó có đèn đó, anh em thấy đã không, tắt đèn đó để chúng ta tiết kiệm pin. Đây là cấp trượt, con này có 6+1 cấp độ trượt đó, anh em chỉnh ở đây. Chỉnh ở đây đó. Thì ở đây nó có cái nút nè, anh em coi cái nút bên hông, thì anh em dặn cái nút này tới đâu thì nó sẽ ở đó nha. Cái số thì nó cố định nha, còn cái trên thì dặn theo cái nút đó đó. Đây là hết cấp độ khoan nè. Đây là cái đầu, thì cái đầu này á anh em gắn vô á rất là đơn giản. Anh em chỉ cần chẳng hạn anh em muốn gắn những cái đầu ốc này đúng không, thì em sẽ lấy cái đầu này ra, đầu chuyển này nè, anh em gắn vô. Ở đây nó có 500, nó sẽ hít lại, xong anh em gắn cái đầu này vô đó. Chúng ta mở những con ốc, những con ốc nhỏ thôi nha anh em. Cái này chúng ta vặn nhanh, tức là thay vì á anh em vặn bằng tay nó lâu quá thì với tốc độ của nó là 200 vòng trên phút thì vẫn nhanh hơn cái tay chúng ta vặn. Tắt đèn đi cho đỡ chói nọ. Này là ở giữa là khóa ha, bóp nè, mở ra nè, vặn vô. Cái ốc này là ốc 6 nè, con này là 8 nè, và con này là nghĩa là 10, 6 8 10, ba cái size mình hay sử dụng ha. Dùng để chúng ta mở mấy con ốc nhỏ ở nhà. Rồi còn anh em muốn mở ốc BH thì đây nó có những cái đầu ốc BH, BH1, BH1, hai con BH2 và một con BH3, một cái đầu nối dài. Đầu nối dài này khi mà chúng ta cần nối dài thì chúng ta nối dài thêm như thế này, để nó dài, nó dài hơn đó, để anh em đưa vô những cái chỗ sâu hơn, ngon không đó. Nguyên bộ vậy mà có 500 mấy à, rẻ hơn của hãng Inco đó, trời ơi. Đây là những cái đầu bông sao đó, đầu SL để anh em vặn. Thì nếu mà anh em đang cần một cái bộ vít để anh em vặn những cái dàn áo xe, hay là anh em vặn những cái chi tiết mà sợ bằng nhựa đó sợ bị bể bị gãy đó, thì đây là một lựa chọn rất là rẻ luôn. Hàng này là chính hãng, bảo hành 6 tháng. Chưa hết độ hay của nó đâu, mình sẽ cho anh em thấy nó hay nè. Nó có thể xoay được y như Inco và Total vậy đó. Đây, nó thành một cái máy dài. Dài chúng ta xài theo kiểu này. Còn hồi nãy là mình muốn biến hóa nó thành cái kiểu này, là kiểu này, kiểu máy khoan hay y như con Inco Total ha. Anh em thấy đã không? Hầu hết những cái dòng máy bắt vít kiểu này thì nó đều có khả năng biến hình như vậy. Vâng, và bây giờ mình sẽ cho anh em thêm một cái chương trình khuyến mãi ưu đãi chỉ có tại Store là một thôi. Đó là hai cái đầu bắt vít rất đặc biệt này. Đây là hàng độc quyền chỉ có tại Store là một thôi. Đây là hai cái đầu bắt vít của hãng World Power đầu ngắn. Cái đầu này nó có gì hay? Đây, hai cái đầu này nó có hai cái nắp. Hai cái nắp này để làm cái gì? Nhìn thì mới đầu mình tưởng đâu là cái nắp này có 500, nhưng hai cái nắp này không phải là nắp 500 mà nó sẽ dính cố định trong cái đầu này luôn nha, không có mở được nha anh em. Thì hai cái nắp này, đây mình sẽ giải thích cho anh em cách sử dụng của hai cái nắp này. Hai đầu này là hai đầu BH2. Thì đây là mình sẽ có cho anh em một cái đầu BH2 bình thường ha. Đây đầu BH2 bình thường. Khi cái đầu BH2 này anh em gắn một cái con vít. Đây là một con vít BH2 luôn. Thì khi mà mình bắt lên á thì anh em sẽ thấy nó rất là dễ bị rớt ra. Đây nó rung rinh nè. Tức là anh em rất là dễ chút nhích qua nhúc nhích lại, nhúc nhích qua lại nè. Đặc biệt theo chiều này là nó rất là dễ bị rớt ra. Tức là nó sẽ rất là dễ bị rớt ra khỏi con vít của mình. Hoặc là khi mình lấy một cái con vít này, vít này là con vít sắt đó, anh em thấy chỉ cần như thế này là rớt ra rồi, thì nó sẽ rất là lắc. Rồi cái đầu này nó sẽ giải quyết được cái chuyện gì? Đây khi mình gắn cái đầu này vô thì anh em sẽ thấy một sự khác biệt nha. Cái đầu này nó có cái nắp. Cái nắp này nó sẽ bằng và cái đầu vít của mình á là cái đầu vít cao cấp. Nên nó là nó sẽ có cái phần răng răng răng, anh em thấy nó, cái anh em coi kỹ nè. Con vít của mình cái đầu nó có cái sọc 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 ngang á.
Cái sọc sọc đó để làm gì? Cái quýt này không có nha. Anh em thấy quýt này trơn tuột nha. Con quýt của mình nó có sọc nè. Đó, anh em thấy cái sọc 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 không? Thì cái sọc sọc đó khi mà mình bắt con quýt này vô á, nó bám rất là chắc. Đây. À, nó bám rất là chắc. Và khi mình ngồi mình vặn như thế này, mình lật nó qua như lại nè. Đây. Mình lắc qua lắc lại. Mình lắc nó lại thì cái nắp này nè, cái đế này nè. Cái đế của cái đầu vít này nó sẽ bị chặn bởi cái con vít mình. Nên khi mình vặn, đặc biệt là anh em vặn ngược lên như thế này nè. À, nó sẽ không bị rớt ra. Nó hạn chế tối đa bị rớt ra chứ không phải là không bị nữa. Hạn chế tối đa tình trạng nó bị rớt vít ra. Nên khi là những em nào mà bắt vít, gọi là bắt vít vít trần thạch cao đó, thì cái máy này chuyên gọi là dry wall. À, cái mũi vít này là chuyên là mũi vít vít tiếng Anh này gọi là dry wall, tức là chuyên bắt trần thạch cao đó. Còn nếu mà mình lấy cái mũi vít thông thường nha, mình lấy hết thông thường đây này, của nó tặng kèm nữa ha, cùng một độ nghiêng, cùng một cái ha, thấy không, mình chưa bỏ vô, chưa mình chưa kịp bắt nữa nó đã rớt mất tiêu rồi. Đó, cái này đó nè, anh em thấy nó lắc vậy ha. Giờ mình lấy cái đầu kia mình vô mình thử cho anh em xem nè. Cái đầu này nó có 500 nữa thì ngon ha, mình có cái đầu có 500 nữa, đầu có 500 thì nó, anh em thấy nó ôm sát con vít không, nó ôm sát luôn đó. Ờ, nó sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng cây quýt này mình lắc. Nó là những anh em nào mà bắt quýt thạch cao á thì nó sẽ rất là phù hợp. Thứ hai, có một cái chức năng của cái mũi quýt này là gì? Khi anh em sử dụng mũi quýt này nè, mình bắt nó bị lúng qua mình không có biết, nó sẽ bị lúng qua luôn. Còn khi anh em bắt vô thạch cao á là không có được lúng qua, tức nghĩa là tới đó thì nó phải dừng lại. Thì đây mình sẽ biểu diễn minh họa cho anh em hiểu. Đây là một cái miếng gỗ ha. Đây là một miếng gỗ. Thì nếu mà mình bắt bằng cái mũi vít thông thường này, không biết bắt nổi không nữa, mình nghĩ chắc nổi ha. Đây. Nó lắc vậy nè. Ok. Kệ nó lắc, nó bắt không được thì thôi. Nè, khi mình bắt vô ha. Máy này yếu thì mình không nói nha, cái máy mạnh đó là khi anh bắt vô, anh em bắt vô á. Hấp pin rồi. Thì nó sẽ như thế này. Mở ra đi. Máy này nó yếu lắm nha anh em, cái máy này chỉ mở được những con vít điện tử thôi nha, nên là anh em mua về mà dùng để bắt gỗ cho mình là không có đúng nha. Tức là khi mà mình bắt vô nó sẽ bị lủng, nó bị quá vít á, nó bị âm con vít vô, đặc biệt là thạch cao đó, nó rất là mềm. Nên khi anh em bắt thì thay vì con vít nó phải nằm mặt bằng mặt gỗ đúng không? Hay lại âm xuống vậy nè. Thì nó rất là xấu, mất thẩm mỹ. Và thứ hai là gì? Cái phần ăn xuống cái này nó sẽ mất đi cái khả năng giữ cái miếng thạch cao của mình. Nên ví dụ có khi nó lủng qua đây luôn thì lúc đó là không còn tác dụng của cái vít nữa. Riêng cái mũi này đó là không bao giờ anh em bị tình trạng đó. Khi mà em bắt á, khi mà nó bằng cái con vít mà nó bằng tới đây nè, đúng không, thì nó bị chặn lại rồi thì nó không vô được nữa. Là tức nghĩa con vít mình khi mình bắt hết là nó sẽ bằng ngay cái mặt vít mình, bằng ngay mặt gỗ mình luôn, bằng ngay mặt thạch cao mình luôn. Thì đó lý do người ta sản xuất cái con vít này. Đó, mình giải thích để cho anh em hiểu mình tặng cái sản phẩm này dùng cho cái công việc gì. Cái công việc của cái vít điện tử này đó thì anh em sẽ thấy là mình sẽ ít dùng đến cái mũi vít của mình. Nhưng ở trong đây nó có tặng cho mình một cái đầu này. Thì ở nhà mình á, anh em thường đã có những cái máy này rồi thì anh em sẽ thường sẽ chơi luôn phần gỗ. Nên anh em cần bắt vít gỗ á thì anh em lấy cái này anh em bắt luôn là không bao giờ bị vít mình nó bị âm vô hết trơn á. Bắt là bằng vít. Thứ hai là gì, anh em bắt thạch cao cũng vậy, không bao giờ bị âm vô hết thạch cao luôn. Tới đó là vừng, tới đó là dừng. Rất là hay. À, đó là cái chức năng của hai cái đầu vít này. Trị giá của hai cái đầu nhỏ này là 59.000. Và mình sẽ được tặng trong cái chương trình này, anh em là mua cái máy khoan này thì sẽ được tặng một cặp này để sử dụng. 59.000 nha. Cái máy này có 500 máy mà được tặng 59.000, tức là anh em được tặng một phần quà trị giá 10% của cái máy rồi đó. Thì chương trình này đó chỉ có số lượng có hạn thôi, nên anh em nào đang có nhu cầu thì anh em đặt hàng. À, những anh em nào đang có nhu cầu mua một cái máy để vặn những cái chi tiết nhỏ trong gia đình mình á, thì anh em mua cái máy này thì nó khá là phù hợp, giá rẻ. À, giá rẻ, bảo hành chính hãng 6 tháng, hàng của Black Decker. Ok, đó là những cái sản phẩm trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu anh em đang có nhu cầu mua thì hãy đến trực tiếp cửa hàng địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Mã sản phẩm này là KC4815KA15. Nghe thôi là hết nhớ nổi luôn. KC4815KA15.
đó đó là cái mã của sản phẩm này, nên em có thể tìm trên website của mình để mua, và hoặc là có thể tham khảo giá trên mạng. À, ok, đây là số điện thoại và thời gian làm việc của mình. À, nhớ like trên Facebook của mình nha, đăng ký kênh Facebook và chia sẻ video này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.